Hello, trước mắt em là Honda Civic, Honda City. Đó, anh em qua lựa chọn lấy thử, chạy thử với em. Anh em nào mà có xem là sẽ có bớt cho anh em mình nha. Và bên em đang để giá cho anh em mình rất là rẻ anh chị. Tầm 200 hơn thôi, đã có xe chạy rồi. Đó, City anh em, City số sàn đời 2000 nè. 10 14 một chủ chạy mới có mấy chục ngàn thôi. Civic thì cũng chạy 100 ngàn hơn thôi. Đó, nói chung thì rất là nhiều cờ ru nữa nè. Anh chị mình qua lựa lái thử chạy thử với em đừng có ngại ngùng gì hết nha. 200 hơn đã có xe đẹp Honda chạy được. Bền bỉ, tiết kiệm xăng. Đó, chạy siêu bền luôn. Anh em quan tâm mẫu nào thì alo cho em, Civic này 208 triệu nè. Có xe là có bớt cho anh chị mình nha. Anh chị nào ưng thì liên hệ cho em. Em rất là cảm ơn. Hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo nha. Elantra nữa nè. Đó, cũng có nhiêu đâu 400 hơn thôi. 436 đời 2018-19 lần á. Anh em quan tâm mẫu nào thì alo cho em Thịnh mình qua số nha. 0866 678 971 0834 33 3371. Có xem là có bớt nha anh em.